Là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống dịch COVID-19, những ngày này, khi dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động trên địa bàn tỉnh dần trở lại trạng thái bình thường. Không ngại vất vả sau quãng thời gian căng mình chống dịch, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp công tác, vừa duy trì thành quả phòng chống dịch, vừa giữ vững an ninh trật tự, góp phần phục vụ phát triển kinh tế địa phương. Đây là hai đối tượng trộm cắp xe máy chuyên nghiệp vừa bị công an huyện Thuận Thành bắt quả tang qua công tác tuần tra kiểm soát. Đó là Hoàng Văn Kính, 35 tuổi và Nguyễn Tiến Dũng, 28 tuổi, cùng ở xã Xuân Thu, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Bước đầu đấu tranh, công an huyện Thuận Thành xác định với thủ đoạn trên từ đầu tháng 9 đến nay, Kính và Dũng đã gây ra 7 vụ trộm cắp xe trên địa bàn huyện Thuận Thành và các huyện lân cận. Hiện nay, mọi hoạt động trên địa bàn huyện Thuận Thành đang trở lại trạng thái bình thường mới sau thời gian tích cực phòng chống dịch bệnh COVID-19. Xác định tình hình hoạt động của tội phạm còn nhiều phức tạp, nên chúng tôi không lơ là, chủ quan, chủ động tham mưu cho lãnh đạo công an huyện xây dựng kế hoạch tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm để giữ vững an ninh trật tự. Chúng tôi chủ động nắm chắc tình hình, nắm địa bàn, tăng cường tuần tra, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phòng ngừa, phát hiện các đối tượng phạm tội, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo quy định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ trong đội luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm trong công việc, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, bên cạnh một số loại hình dịch vụ được phép hoạt động trở lại, thì các dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, điện tử chưa được phép hoạt động. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ, công an các đơn vị địa phương tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự như karaoke, vũ trường nhằm kịp thời phát hiện các cơ sở cố tình vi phạm trong công tác phòng chống dịch, đồng thời đấu tranh triệt phá các điểm lợi dụng cơ sở kinh doanh để mua bán, tàng trữ, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Điển hình, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 28 tháng 9, Công an huyện Quế Võ tiến hành kiểm tra 5 cơ sở kinh doanh karaoke, phát hiện 71 khách hát vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Công an huyện Quế Võ đã lập biên bản và hoàn thiện hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 5 cơ sở, mỗi cơ sở 15 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ tại nơi công cộng. 71 khách hát mỗi người 2 triệu đồng về hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Thực hiện quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép một số loại hình cơ sở dịch vụ nhà hàng ăn uống được phép hoạt động trở lại. Nắm bắt cái nhu cầu của một số đối tượng. Do vậy mà một số chủ cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ karaoke vẫn lén lút tổ chức hoạt động. Công an huyện chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch bố trí các tổ để kiểm tra, tuyên truyền, vận động, đấu tranh xử lý kiên quyết, triệt để, không để vi phạm xảy ra. Để tiếp tục là lá chắn phòng chống dịch COVID-19, thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết thực hiện thắng lợi 3 mục tiêu quan trọng, vừa tham gia phòng chống đẩy lùi dịch COVID-19, vừa thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững ổn định chính trị xã hội, yên ổn lòng dân, vừa góp phần phục vụ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội.